Lễ Vu Lan vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm được coi là ngày lễ quan trọng của Phật giáo và trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Ngày lễ này đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân để nhắc nhở mỗi người con tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ, tổ tiên, biết trân trọng những gì mình đang có và làm những việc hiếu nghĩa. Dịp lễ Vu Lan rằm tháng 7 âm lịch, gia đình bà Trần Thị Hoa ở thành phố Thanh Hóa đều chuẩn bị chu đáo mâm cúng để thể hiện lòng biết ơn đối với đấng sinh thành và tổ tiên đã khuất. Đây còn là dịp nhắc nhở con cháu trong gia đình sống hòa thuận, yêu thương, gắn kết, hướng về nguồn cội. Gia đình tôi là 4 thế hệ ở chung một nhà. Và ngày hôm nay là nhớ đến ngày lễ Vu Lan thì con cháu cũng về tập tụ đông đủ, có làm mâm cơm cúng gia tiên tiền tổ để cho con cháu hàng năm là nhớ đến cội nguồn để về ngày như ngày hôm nay là sum họp. Cùng với việc sửa soạn mâm cơm dâng lên tổ tiên, vào ngày lễ Vu Lan, nhiều người dân đã lên chùa thành kính dâng hương, cầu nguyện cho cha mẹ ông bà và những người thân yêu đã khuất. Một nét đẹp trong ngày Vu Lan là thực hiện nghi thức bông hồng cài áo. Trong buổi lễ thiêng liêng ấy, ai còn cha mẹ sẽ vui mừng được cài lên ngực áo một đóa hoa hồng, ai mất mẹ cài lên ngực đóa hoa hồng trắng. Ở thời khắc ấy, những người tham gia đều trào dâng biết ơn vô hạn hướng về các đấng sinh thành dưỡng dục. Vào ngày lễ Vu Lan, tôi thường lên chùa để cầu mong cho gia đình gặp nhiều điều may mắn. Lễ Vu Lan không chỉ là ngày lễ tôn giáo thiêng liêng mà còn là ngày lễ của tình người, hướng mỗi người trở về cội nguồn dân tộc, trở về với đạo lý, uống nước nhớ nguồn. Chúng ta đừng nhầm tưởng là trong mùa Vu Lan là chúng ta phải dâng cúng tài mã rồi là lễ vật linh đình để chúng ta báo trọng ân, hay là chúng ta làm như vậy thì chúng ta mới chọn cái niềm báo hiếu. Thay vì 360 ngày trong năm thì ngày nào, tháng nào chúng ta cũng có thể báo hiếu được. Và chúng ta thành kính bằng chính cái suy nghĩ, cái nhận thức và cái vấn đề mà chúng ta báo ân, tri ân cha mẹ mình và những người tổ tiên mình đã mất đi rồi. Đây không chỉ là dịp để báo hiếu, báo ân cội nguồn mà nhắc nhở chúng ta sống chậm lại, tạm gác lại những xô bồ hối hả trong cuộc sống, dành thời gian để suy ngẫm, hành động và yêu thương cha mẹ nhiều hơn, để mỗi ngày đều là ngày Vu Lan báo hiếu.